Đầu tiên bác cho con hỏi là các đạo thì thường hay nói về thiên thần thì chỉ là chỉ ai ạ? Thiên thần là chỉ mấy ông thần nam thần nữ á, mà trung niên á, ta gọi là thiên thần. Cái thần này nó có bổn phận để làm nghi lễ á, đón tiếp cái tất cả các chư Phật đến thế giới này. Thì chư thần chư, cái này cũng gọi là chư thiên đó. Tất cả những người mà Diệp Phật hoặc Bồ Tát ở cái cõi khác đến đây thì những vị này chư thần chư thiên nghinh đón. Vì thế mà trong cái lúc mà Đức Phật Thích Ca truyền bí mật Thiền Tông cái lần đầu tiên thì chư thần chư thiên sẽ làm cái hành lễ này. Bởi vì trên đó có nói cái câu là cái tiếng của chư thiên ra qua mạng Đà La của chư thiên rải, là cái này là của thần này. Thần mà thần trung niên á, thần nữ thần nam chứ không phải là nam không, thấy không? Thì cái cõi vô hình đó là chư thiên, người ta nói về cái chư thiên là nó cái thần này, nó cái thần này nè, cái thần nghi lễ á, trong cái thế giới vô hình rồi thần nó có cái là gọi là cái thần nghi lễ để tiếp đón những cái lễ lớn. Bên đạo nào cũng có cái này chứ không phải là đạo Phật không đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, lúc trước với lại hồi nhỏ thì con rất sợ ma quỷ, mà con nghĩ là chắc cũng có nhiều người giống con là sợ ma quỷ với bóng tối. Vậy bác cho con hỏi là cái loài ngạ quỷ là chỉ cho ai vậy? Thưa bác, mình ngạ quỷ là mình nói là cái loài cướp giật, đi ăn cướp bằng giật ta. Thế giới này là con ngạ quỷ, ở trên thế này gọi là cô hồn. Còn khi chết rồi thì nó thuộc loài ngạ quỷ. Ngạ quỷ nó chia ra 6 đẳng cấp. Mà 6 đẳng cấp nó có 15 loại. Một loại là từ 6 đến 15 thì nó là thập loại thánh hoặc thập loại của hồn, tùy theo người ta sử dụng đó. Đó. Thì cái loài ngạ quỷ mình tưởng đâu nó là, chứ nó là quan trọng nhất trong cái thế giới vật lý này. Thế giới thực lý này đạo lập thì phải do thần và thánh, hai ông này thôi chứ không có ông nào lập đấy. Con người không lập được. Bây giờ bởi vì nói Thiền Tông nói ra rồi đó, thì cái đạo con người không lập được, mà chỉ thần thánh thôi. Trừ một người toàn năng toàn giác nó khác. Còn tất cả đạo đều do thần và thánh lập. Thì cái đi sâu vào tôi không nói, nhưng mà ai hiểu Thiền Tông thì sẽ hiểu được cái thần thánh như thế nào. Bởi vậy đọc cho kỹ, cố gắng. Thời gian ngắn nữa thì tôi sẽ phát ra cái quyển giáo lý này nè. Bây giờ chữ giáo lý nó đang kẹt một chút xíu, tôi không nói ra chỗ này, thấy không? Thành đã cố gắng khi nào được đọc được cái này. Bởi vì nó đọc được cái quyển giáo lý này là trở thành một người toàn giác, biết hết. Cái giáo lý đạo Phật khoa học Thiền Tông Việt Nam nó rất quan trọng. Mà rất tiếc là nhiều người ta không thích cái này. Thấy không? Chứ nếu mà dân tộc Việt Nam mà đọc được cái này thôi, ai cũng toàn giác biết hết. Người Việt Nam số 1 thế giới luôn. Giống như cái con người thì thường có thần thức á. Vậy thần thức là gì ha bác? Thần là ông thần, thức là biết, biết của ông thần. Tất cả đi mình ở đây, ông thần với mình là một. Nó đeo sát mình là sao? Đeo sát mình làm cái gì thì ông biết, đưa vô trong cái tàng thức của mình ông biết. Vì thế mà ông mới thực thi nhân quả. Mình đang sống đây, tự nhiên cái mình tới số rồi, tự nhiên cái mình đang chạy xe ngon lành đó, tự nhiên mình chạy ào ào lên, đụng vô xe cái rầm mình chết. Ai xúi mình? Ổng đó. Đó là thực thi nhân quả thế giới này. Khi mình chết, thực thi nhân quả bằng cách là nhìn trong trung ấm thân mình có cái gì đâu đó, thực thi nhân quả gì cái đó. Nó trong mình á, tuy là có tánh Phật, tánh người và tánh thần, nhưng mà tánh thần nó không được xếp vào của mình, mà là những cái ông quản lý mình. Vì thế mà ta gọi là ai cũng có cái thần thức, nhưng mà người ta không hiểu cái thần thức là cái gì. Rồi nhiều người mà trên triết lý á, họ nói nhiều thứ về cái này, nhưng mà sự thật họ không có bình luận nổi cái chữ thần thức. Thần thức là cái biết con người. Vì thế mà tôi không nói cái đạo này, có cái đạo nói là hai bên giai giáp, thánh thật. Chính cái đạo nói rất đúng, nhưng mà không giải thích được cái thánh thần là cái gì.
thấy không? Mà duy nhất chỉ có Thiền Tông mới giải được Thánh Thần thôi. Còn đạo Phật bình thường hoàn toàn không biết. Duy nhất chỉ có Thiền Tông. Mà Thiền Tông đến cái mức mà gọi là giải mã gần hết rồi thì mới giải mã được cái Thánh Thần này. Chứ mới vô đầu không dám giảng cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bé, bác cho con hỏi. Vậy thì làm sao mà hiểu là chánh tín và tà đạo, và làm cách nào để phân biệt được hả bác? Khi chánh tín á, mình tin là tin đúng, cái gì cũng phải đúng hết, gọi là chánh tín. Tà đạo mình tin sai sự thật, phải không? Mình tin sai và sự thật. Nhưng mà cái tà đạo này nó xếp vào cái loại lừa người ta. Anh tin mà anh đi lừa người ta không thuộc gì tà đạo. Còn anh tin mà anh đừng có lừa cũng không sao. Anh thuộc gì mê tín thôi, chứ không có phải tà đạo. Tà đạo là anh sử dụng cái đạo đó mà anh lừa người ta, gọi là tà đạo. Còn chánh tín anh tin cái gì cũng phải đúng hết. Thế giới này cái gì cũng đúng hết, chứ không phải là Thiền Tông đúng. Tất cả cái tôn giáo ở thế giới này đều đúng hết, chứ không có sai nào tà đạo hết, mà là chánh tín hết. Bây giờ tôi suy nghĩ nè. Ví dụ anh nói bây giờ tôi muốn đi ra biển chơi, anh muốn lên rừng thì anh nói người ta ra biển là thằng tà đạo, không có đúng. Tại vì tao muốn ra biển còn anh lên rừng nó khác. Chánh tín theo cái biển và chánh tín theo cái rừng, hoặc là chánh tín đồng bằng, hoặc là chánh sống sông ngòi, thấy không? Cái gì nó cũng chánh hết. Vì thế mà đạo thường thường tổ chức là chánh tín hết, chứ không phải đang mê tín đâu. Nhưng mà nếu mà anh nói á, mà anh nói mà cái chuyện anh làm mà nó không đúng á, thì gọi là sai thôi, chứ không phải là mê tín, là làm sai. Bởi vì thế mà ai mà hỏi sâu về các cái phần tổ chức tôi sẽ nói cho nghe. Giờ hỏi tới đâu tôi nói trả lời tới đó thôi. Rồi con bác cho hỏi, giống như pháp môn Thiền Tông mình ra đời để giúp con người giác ngộ giải thoát. Vậy thì tại sao có những người mà cướp lấy của bác để làm gì ạ? Thưa bác, thế cướp này nó có hai cái loại. Một là tham vọng, cái tưởng tham vọng. Thứ hai, có người thuê. Có người thuê làm thuê đi cướp riêng. Chứ không phải tự nhiên không ai làm chuyện gì đâu. Một là anh tham vọng, hai là đi làm thuê cho người ta. Có vậy thôi, nó có hai cái. Rồi con hỏi tiếp đi. Thưa bác, chúng cháu ở thành phố Hồ Chí Minh, chúng cháu muốn tìm chùa dạy tu giác ngộ phải đến chùa nào hỏi tu ạ? Thì dễ ở, thấy chùa nào treo bảng giác ngộ rồi vô hỏi. Nếu chùa nào có chữ giác ngộ con vô hỏi là con có dạy cái này. Rồi con hỏi tiếp đi. Giảng sư lừng danh Thích Phước Tiến nói bác phịa ra quyển Quyền Ký của Đức Phật bí mật truyền theo vào dòng Thiền Tông, có phải như vậy không ạ? Này ông nói đúng 100%. Tôi bị rõ ràng, cả thế giới không ai biết, thì có mình tôi nói là tôi bị ra chứ không gì nữa, thấy không? Bởi vì cả thế giới không ai biết cái Thiền Tông này, thì chỉ có mình tôi, thì tôi bị ra tôi mới có chứ là không ra. Nếu mà tôi không biết phải có người thứ hai biết, mà cả thế giới không ai biết thì đương nhiên tôi là người bịa. Nghe không? Mà tôi bịa ở đây là tôi bắt chước ông Thích Ca. Ông Thích Ca ông cũng bịa. Ông không dạy cho đệ tử mà ông đi dạy cho cái bà Long Nữ rồi. Nghe không? Nếu mà nói bịa thì Nguyễn Nhân bịa và Thích Ca bịa luôn. Không ai biết. Mấy chục triệu đệ tử theo Phật Thích Ca, không ai biết cái này hết. Mà chỉ có ông Nguyễn Nhân biết là ông bịa chứ còn gì nữa. Ông nói rất đúng 100%. Rồi con hỏi tiếp đi. Cho con hỏi câu số 6 ạ. Thưa bác, Thượng tọa Thích Chí Chơn, trưởng ban văn hóa Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, trụ trì tu viện Khánh An, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh, giảng rất hay về câu chuyện Đức Phật cầm cành hoa sen giơ lên. Ngài Ca Diếp mỉm cười, nhưng cớ sao khi người ta hỏi rõ về nguyên do Ngài Ca Diếp ngộ cái gì mà mỉm cười thì Thượng tọa Thích Chí Chơn lại không biết, cớ sao lại lạ lùng vậy thưa bác? Ông không biết thì ông chưa hiểu, ông chưa chiến thắng.
Nếu mà ông kiến tánh thì ông hiểu cái cầm hoa sen này. Tu cỡ nào tu, nhưng mà anh phải kiến tánh anh mới hiểu được cái cầm hoa sen này. Còn anh không kiến tánh thì không hiểu cái cầm hoa sen nói cái gì. Mà nếu mà trường hợp mà ông Trí Chơn mà ông kiến tánh thì ông không phải là một ông thầy thường vậy đâu. Ông Trí Chơn mà ông kiến tánh một cái là cái chùa ông nổi như cột luôn á. Thấy không? Nổi hơn cái chùa Tân Diệu nhiều. Tại ông chưa kiến tánh, chứ ông kiến tánh đi, nghĩa là nguyên thành phố Hồ Chí Minh tới chùa ông hết, không đi qua chùa khác. Bất cứ ở trên thành phố Hồ Chí Minh và Việt Nam này, người nào kiến tánh giảng Phật thì được ngược cái chùa rất đông, kinh khủng lắm. Tại vì ông chưa kiến tánh tình ông gì, anh không hiểu. Ai kiến tánh thì biết hết. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, con hiểu ý nè. Tu viện có phải của đạo Phật không, thưa bác? Tu viện là của đạo tiên, nó vào đó để nó tu luyện để luyện trưởng, luyện thần thông. Chứ đạo Phật làm gì có cái tu luyện. Đạo Phật duy nhất chỉ có cái chùa thôi, hoặc cái am. Thấy không? Chùa, thất, am, cốc, đó là cái hệ thống của đạo Phật. Còn mà nếu tu cái gì thì nó phải đều đưa vào cái hệ thống đó. Ví dụ đây là chùa Thiền Tông thì nó phải là có thất Thiền Tông. Chùa thường thì lại cho chùa thôi, mà thất thôi, chứ không có nói Thiền Tông, nó không có chuyên môn. Còn nếu mà người nào mà nói đúng ra, ví dụ chùa Tiểu Thừa thì thất Tiểu Thừa, nó phải đi vậy. Chùa Tịnh Độ, thất Tịnh Độ. Bởi vì trong cái hệ thống mà ông Phật dạy có sáu pháp môn, thì mỗi pháp môn đều có những danh xưng rõ ràng. Ai mà xưng đúng thì mới đúng lời Đức Phật dạy, còn xưng sai là không đúng. Chỉ có vậy thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Như vậy là con đã hiểu vì sao Ngài Thượng Tọa Thích Chí Chơn cũng không biết tu viện là không phải của đạo Phật. Vậy mà Thượng Tọa cũng lấy danh từ này mà đặt cho nơi tu theo đạo Phật của mình. Thưa bác, vậy cớ sao Thượng Tọa vẫn có được chức vụ trưởng ban văn hóa Phật giáo? Cớ sao có chuyện lạ kỳ này, thưa bác? Bây giờ không có người chuyên môn thì bắt người không chuyên môn phụ trách thì sao? Khi nào mà có người chuyên môn thì ổng tạm thời đảm trách. Tất cả trên thế gian này cái gì mà đảm trách cái gì thì anh phải chuyên môn cái đó. Còn anh bây giờ cái chuyện mà không có chuyên môn thì sao, phải làm lấy cái người bình thường. Bởi vì nói ra, nói ra đó thì nó không đúng lắm. Tất cả ngành nghề ở thế gian này giống như ngày xưa mới giải phóng vô, anh học lớp mấy cũng được, nhưng mà được anh vô làm việc nhà nước được. Khi mà nhà nước ổn định về an ninh rồi, đại học mới vô được. Trung học phụ trách theo trung học, tiểu học phụ trách theo tiểu học, nó đâu ra cái cấp đó. Thì bây giờ vậy, khi mà đạo Phật mà nó hoàn chỉnh được rồi thì tất cả ngành nghề trong Phật giáo anh phải có cái bằng chuyên môn mới phụ trách được. Tất cả người đi giảng đạo anh phải kiến tánh anh mới giảng đạo được. Còn không kiến tánh đừng có đi giảng đạo. Giống như mình ở thế gian, anh không có bằng cấp đừng có đi làm. Anh đi làm phổ thông thôi, không có bằng cấp anh phải làm phổ thông, chứ không có được phụ trách chuyên ngành. Rồi, con hỏi tiếp đi. Dạ, câu thứ 7 ạ. Thưa bác, tại sao hiện nay các chùa tu không chùa nào dạy tu giải thoát? Cớ sao vậy, thưa bác? Chùa thì nó có hai cái loại. Chùa thường thường chùa tu giải thoát nó rất bí mật, nó không đưa bản đâu. Còn chùa cắt ra nó, ví dụ bây giờ anh các cái chùa anh cúng thì đâu làm sao biết giải thoát. Chùa tụng đâu biết giải thoát. Hay chùa xin xăm đâu biết giải thoát. Chùa dân sao sao biết giải thoát. Bây giờ cái chùa, cái đạo Phật này nó có nhiều cái pháp môn. Đạo Phật Thiền Tông thì nói có 6 pháp môn, mà trong cái chùa Vật Lý nó nói tới 84.000 cái pháp môn vậy. Thì ta tu gì chuyển người ta, thấy không? Chỉ có cái đạo Phật mới nói là đạo Phật chỉ 6 pháp môn, chứ không phải 84.000 pháp môn. Vì thế mà đạo Phật Thiền Tông nó rất rõ ràng về cái thứ lớp của các cái pháp môn này. Còn người ta tu ngoài người ta gọi là 84.000 pháp môn thì thôi, gì cũng có hết. Cái gì ở trên thế giới này đều có trong chùa hết.
Rồi con hỏi tiếp đi. Câu thứ 8 à. Thưa bác phổ biến pháp môn giải thoát, tại sao có quá nhiều người chửi bác như vậy thưa bác? Bây giờ ở đây là làm ăn mà bác giải thoát là không cho ta làm ăn, thì nó chửi đúng rồi. Cắt chùa ra để làm ăn chứ không phải giải thoát. Cắt chùa giải thoát nó khác. Chừng nào mà cắt chùa mà để chỉ giải thoát thì ta không chửi à. Còn ta cắt chùa ta đi làm ăn, ta kiếm tiền, mà bây giờ bác nói giải thoát là bỏ mà, giải thoát là bỏ hết, thì người ta chửi bác là cái chuyện đúng quy luật vật lý, chứ đâu có thì sao. Vì thế mà ngày xưa ông Phật anh đã nói là cái pháp môn này con nói ra nó sẽ chửi con là sao. Người ta làm ăn có tiền, còn con nói ra để là không, để mà không có tiền, thì đương nhiên hai cái này đối nghịch, nó chửi con có buồn không? Nó không. Thì chừng nào chửi quá thì còn buồn. Bây giờ chưa buồn, nó còn nắm chút nữa. Chừng nào chửi thì sáu vợ. Nghĩa là chửi quá thì sẽ tù nhất tự thiền, buồn. Giờ chưa chịu tù nhất tự thiền. Rồi con hỏi tiếp đi. Cho con hỏi câu thứ 9 à. Thưa bác, tại sao đạo Phật không có giáo lý thưa bác? Nói đúng ra đạo nào lập ra đều có giáo lý hết chứ không phải không. Nhưng mà có một điều á, cái giáo lý là nói bằng sự thật, mà bây giờ con lập cái đạo mà con nói bằng sự thật thì người ta hiểu hết, người ta không có vô chùa. Vì thế mà các chùa không sử dụng giáo lý là vậy. Cái đạo nào không có giáo lý. Giống như con đi lái xe đi, bằng lái có 4-5 bằng rồi đó. Nếu mà con lái 4 chỗ mà con lên con lái 12 chỗ, nếu mà con đưa cái bằng ra sao, nó trật nó phạt con. Nó hỏi con đó, tôi có cái bằng này. Hỏi đâu? Nó tôi để nhà vậy thôi. Giống như người tu ở trong cái chùa vậy. Anh tu cái gì nó không có giáo lý, nhưng mà ta không đưa ra đâu. Đưa ra nó kẹt, ta không ta không đưa ra chứ ta không có. Người nào phải có hết, người nào. Giống như mình ở đây đi làm cái gì phải có bằng cấp. Thì đi tu cũng vậy, đi tu cái gì, vừa tu thì phải có giáo lý. Nhưng mà tại người ta không đem ra sử dụng thôi. Chứ còn đem ra sử dụng thì nó sẽ trật. Thì người ta bắt lỗi, ủa anh tu theo cái này mà tại sao mà anh làm sai. Người hỏi có giáo lý nữa không, tôi không có. Để chi đã nói qua cho rồi. Thấy không? Chứ sự thật tất cả các đạo đều có giáo lý hết, không có đạo nào không có giáo lý hết. Đạo Phật nó tới 6 cái giáo lý, nhưng mà nguyên cái số 6 nó thêm 2 cái nữa là 8 cái giáo lý chung ít rồi. Rồi câu hỏi tiếp đi. Câu thứ 10 ạ. À. Thưa bác, các chùa chỉ có 5 anh em ông Triều Kiều Trần Như. Sao chùa Thiền Tông Tân Diệu có thêm 4 người bạn cùng tu nữa là 9 người? Sao có sự sai biệt này thưa bác? Chùa nào mà tu mà có 5 Triều Trần Như là tu Tiểu Thừa. Thấy không? Tu Tiểu Thừa là Tiểu Thừa nè. Từ Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, Niệm Phật, Niệm Chú là thờ 5 người đúng. Tu 5 pháp môn, nó tượng trưng cho 5 pháp môn. Còn Thiền Tông không phải 9 người. 9 người với ông Phật, rồi một người nữa là 10 người. Thập toàn nó mới dạy là cái đại toàn giác được. Đức Phật và 9 người nữa mới dạy đạo cái toàn giác. Còn nếu mà thờ 5 người thì chỉ 5 pháp môn tu muốn thờ chỗ nào cũng được. Cái mà 5 cái người này thì sử dụng trong cái 5 cái pháp môn của cái vật lý thì được. Còn nếu mà đạo giải thoát thiếu 4 ông không tu được. Bởi vì nó là thập toàn mà. Cái gì nó cũng biết hết thì nó phải tượng trưng cho là 10 người. Chính người tu với ông Phật làm chủ tịch nữa là 10. Đây là cái ý nghĩa vậy thôi. Anh tu 5 người là anh tu Tiểu Thừa, Trung Thừa, Đại Thừa, Niệm Phật, Niệm Chú 5 người. Mỗi ông phụ trách một chuyện đó. Còn ông Phật là toàn giác đó, thì 10 người. Bởi nguyên tắc thế giới này, cái con số mà hoàn chỉnh nhất là con số 10. Nha, là con số hoàn chỉnh, nói một mà nó toàn đầy hết. Còn không nói cái thiên thứ hai. Vì thế mà các chùa nó có sai giữa chùa 5 người và chùa 9 người là sai chỗ này. Rồi câu hỏi tiếp đi. Dạ câu 11 ạ.
Thưa bác, đạo Phật là đạo giải thoát. Cớ sao nhiều thầy nghe hai danh từ giải thoát, họ chửi. Vậy là sao thưa bác? Thì mấy người họ chửi là họ không tu giải thoát. Họ tu cúng họ chửi, họ tu tụng họ chửi, họ tu niệm họ chửi. Bởi vì giống là anh cái nghề, anh làm nghề gì anh, ta nói theo ý anh á thì đúng, còn anh nói người khác không được. Người ta tu cúng để người ta kiếm tiền mà tu giải thoát thì nó chửi rồi. Tôi lo tôi tụng tôi kiếm tiền mà ông ngồi để ngồi giải thoát, chửi vô mặt là đúng rồi. Đi sai nghĩ người ta thì người ta chửi, là cái đó là quy luật thế giới này. Không có cái gì mà rắc rối này hết. Có nghĩa là anh làm sai người ta, người ta chửi. Chứ nếu mà anh cúng y như người ta, cái chùa này mà cúng không ai chửi đâu. Thấy không? Giống người ta. Còn tại cái chùa này người ta bao nhiêu cái xung quanh ta cúng, còn ông ơi, ngồi đây ông dễ thoát thì nó chửi là đúng rồi. Thế giới vật lý này nó là vậy. Rồi, con hỏi tiếp đi. Câu 12 thưa bác. Thưa bác, người tu theo tứ quả thinh văn là tu làm sao thưa bác? Tứ quả thinh văn là bốn cái cấp của người tu. Thứ nhất là tu đầu hoàng, thứ hai tư đà hàm, a la hàm, a la hán, bốn cấp gọi là tứ quả thinh văn. Thì cái công thức tu á, tôi nói luôn cái công thức tu này. Anh ngồi anh dụng công, anh ngồi anh tu mà cái tánh này nó thanh tịnh được á, anh thuộc gì tu đạo hoàng, nhập lưu nhập vào dòng nhập vào cái dòng thiền thanh tịnh gọi là nhập lưu. Mà có nhiều người ta nói là nhập vào dòng thánh, thấy không? Rồi cái công đoạn thứ hai á, anh ngồi mà cái thanh tịnh này mà anh làm sao cho nó bành trướng, nó lớn ra thì nó rồi ly hỷ diệu lạc tư đà hàm, nó lên một cái cấp nữa. Mà từ cái định mà nó thổi hồng lên thành cái định lớn rồi, thì từ cái định lớn đó là ba đó, a la hàm á, thì anh phải cho cái định này nó kiên cố cứng ngắc lại, không lay chuyển à. Cái định này không cho lay chuyển thì sao, thì đưa ra cái này thì nó gọi là cái vùng cố định bất động, là cái thứ ba. Còn anh ngồi anh tu vô mà đạt được cái này rồi thì anh nhào vô cái này, anh điều khiển cái này gọi là a la hán, bắt đầu anh có thần thông trong đó. Vì anh định trong cái định mà anh nhào vô cái định, anh sống với cái định thì anh sức thần thông được. Nhưng mà thần thông nó có 18 loại, nhưng mà bây giờ có hai cái loại mà con người sử dụng nhiều nhất là tự tịch diệt, tự cắt cái dòng điện. Và cái định thứ hai nó là nhìn thấy xung quanh, biết khởi ai khởi niệm gì biết nấy, kể cả người đó mấy giờ mấy ngày nữa chết anh vẫn biết được. Cái đó là cái định thứ hai của a la hán, thấy không? Đó là tứ quả bốn cấp, thuộc bốn cấp của a la hán. Còn ai muốn đạt đến tột đỉnh cao nhất 18 thì người đó phải toàn năng toàn giác mới làm được. Còn bình thường, người bình thường thì để hai thôi, hai cấp thôi, nghĩa là tự tịch diệt và tự tha tâm thông, biết hết xung quanh. Đó là gọi là tứ quả thinh văn, bốn cấp của A-la-hán. Rồi, mình hỏi tiếp đi. Câu 13. Thưa bác, các thầy nói tu chứng quả A-la-hán là giải thoát, có phải như vậy không ạ? Chữ giải thoát thì đúng chứ phải không? Có nghĩa là anh tu A-la-hán, anh muốn chết là chết là anh bỏ cái thân tứ đại này nè. Anh bỏ thân tứ đại này, anh không mang thân tứ đại, anh đi chậm lắm. Anh phải mang cái thân điện từ. Đó, thì anh đi nhanh, thân điện từ đi nhanh. Thì có nghĩa là anh không còn mang thân tứ đại nữa, là giải thoát thân tứ đại, chứ không phải giải thoát sanh tử luân hồi. Giải thoát sanh tử luân hồi nó khác. Trong A-la-hán gọi là giải thoát thân tứ đại, giải thoát sanh tử luân hồi, không ở trong trái đất, không qua cái này được, phải đi ra ngoài. Thấy không? Vì thế người ta nói giải thoát là đúng, nhưng mà giải thoát của thân tứ đại là đúng. Rồi, con hỏi tiếp. Thưa bác, sao ở Việt Nam có hơn 64 tiến sĩ Phật học, sao không vị tiến sĩ Phật học nào biết công thức tu giải thoát thưa bác?
Ta biết chứ, ông nào không biết, nhưng mà tại ta không dạy cho mình thôi chứ. Có nhiều khi anh đi lại, anh cái này anh phải đi hỏi nhỏ nhỏ, ta ta mới trả lời chứ ta không dạy đại trà đâu. Tiến sĩ nào cũng biết hết, biết công thức giải thoát hết. Nó đầu phận đời giải thoát, anh tiến sĩ mà anh không biết sao được. Tiến sĩ nào cũng biết hết, nhưng mà người ta không dạy thôi. Chứ mình đừng có trách người ta. Còn muốn dạy thì phải, người nào mình phải lợi hỏi. Phải tin thế gian này, cái người nào tiến sĩ là cái gì cũng biết hết. Không lẽ cái giải thoát có chút xíu không biết. Nhưng mà tại người ta không dạy thôi. Rồi, con hỏi tiếp đi. Thầy, con là Phật tử đã nhiều năm đi cầu đạo. Khi con gặp được pháp môn đạo Phật khoa học thiền tông, con đọc những quyển sách của thầy, con thấy rất rõ. Đây đúng là tôn chỉ, mục đích của đạo Phật, chuyên dạy giác ngộ và giải thoát. Những sách và lời giải đáp của thầy rất thực tế, rất khoa học. Chúng con đọc thật dễ hiểu và cảm ngộ đến phát khóc. Thầy còn dạy người tu thiền tông phải mạnh mẽ, thẳng thắn, có trách nhiệm với tổ quốc, với gia đình, không mê tín dị đoan. Thế nhưng tại sao sách của thầy lại bị giáo hội cấm không cho tái bản, cấm xuất bản, trong khi đó những sách viết về linh thiêng, những việc mê tín, cúng bái, cầu siêu trong chùa thì không bị cấm? Nhà nước đã có luật tự do tín ngưỡng, tự do viết sách báo, miễn là không gieo mê tín dị đoan, không phương hại đến đất nước. Sách của thầy chỉ có nói về thiền tông, về giác ngộ và giải thoát, đã làm tỉnh thức bao người thì lại bị cấm, nên con rất bức xúc và không rõ nguyên nhân. Xin thầy giải thích cho chúng con hiểu được ạ. Thế phần này thì nó rõ cho ban ngày với việc rõ nguyên nhân gì. Bây giờ thứ nhất á, sách viết ra rất khoa học, nhưng mà giáo hội cấm thì con phải hỏi giáo hội. Con ở Hà Nội, con lại 73 quán sứ con hỏi. Hỏi với tại sao mà cấm cái chùa Tân Diệu, ta nói rất khoa học cái này. Tụi con phải lại đó hỏi, thấy không? Nói cũng nói cho con nghe đó. Vì cấm này á, mà thành ra cái quyển giáo lý không ra được, thấy không? Nó đã kẹt đó. Vì cái cấm này mà quyển giáo lý ra không được, đã ký quyển giáo lý hoàn chỉnh mà không ra được cái chỗ này nè. Thì bây giờ nương cái câu này nè. Bữa nào con á, con với cô Long, cô Đức nè, với mấy anh em đi lại 73 quán sứ á, hỏi là thưa mấy thầy, đạo Phật là đạo giác ngộ giải thoát, người ta dạy giác ngộ giải thoát, tại sao quý thầy cấm? Hỏi vậy cho tôi biết. Phỏng vấn rồi trực tiếp đưa lên đấy, đưa lên trên mạng luôn, cho chùa Thiền Tân Tân Diệu thầy xe cho tôi biết lý do. Ông phải trả lời cho tôi biết chứ. Bây giờ con hỏi ở trong chùa Tân Diệu thì làm sao biết được. Hỏi là phải hỏi 73 quán sứ Hà Nội á. Người ta đạo Phật là giác ngộ giải thoát, mà ta dạy giác ngộ giải thoát, ông cấm là cấm sao? Nói nghe, nghe không? Rồi trả lời câu thứ nhất rồi đó. Hỏi câu thứ hai đi. Thưa thầy, thông tin về các pháp môn để tu tập theo đạo Phật hiện nay rất khác nhau. Đâu chánh pháp, đâu tà pháp, bị nhiễu rất khó để phân biệt. Vậy để tu giác ngộ giải thoát khỏi luân hồi theo chánh pháp của Như Lai thì xin giáo hội chỉ cho Phật tử và chúng sinh biết phải đến đâu và vào chùa nào, thầy nào để không bị lạc. Chúng con xin thầy chỉ dẫn chúng con ạ. Giờ tất cả các chùa nào ghi dạy giác ngộ vô đó hỏi thì hoàn toàn không lạc. Hoặc là nếu bây giờ á, mấy thầy tu, mỗi thầy tu một kiểu thì làm ơn quý thầy cho ra quyển giáo lý đi. Chùa Tân Diệu nó có đó. À, còn hoặc mấy thầy viết ra quyển giáo lý cũng được. Còn nếu không viết được thì xin chùa Tân Diệu cho. Cỡ 8 cái quyển giáo lý chứ không phải một đâu. Muốn xin tu cái gì, chùa Tân Diệu sẽ cho cái quyển đó. 8 quyển. À, muốn tu giải thoát thì chỉ cho cái tu giải thoát. Mà muốn nói về trắng cái thế giới này, có cái quyển nói trắng về thế giới này. Rồi muốn tu mà thành thân, thành thần, thành A-la-hán, lên thành tiên, có cái quyển giáo lý hết, thấy không? Thì cái đó đây thì con sẵn dịp con hỏi cái kia, thì hai cái thầy con hỏi luôn. Nó tại sao mà mỗi người tu một kiểu? Thôi giờ quý thầy làm ơn á, cho in giáo lý ra đi, để chia cho dân tộc mình nó không có tin sai nữa. Mình cũng lựa lời mình nói người ta, mấy thầy mình gọi thánh tăng hết mà, mình phải nói cho đàng hoàng, thấy không? Bữa nào tụi con ghé
năn nỉ ổng, năn nỉ ổng cho ra cái này để chi? Tất cả chùa Việt Nam không tu sai. Anh muốn tu tiểu thừa thì chùa Tiên Nhật Tân Diệu có cái giáo lý tiểu thừa cho. Nó muốn đại thừa, đại thiền tông rồi mật tông đều có hết. À, bữa nào con rảnh đó, con mấy người đi lại chùa Đại Quán Sứ gần đó mà. À, đi cao đó là tốn 20 ngàn tiền taxi với gì. À, rồi tao hỏi tiếp đi. Thưa Thầy, xin Thầy có thể chỉ rõ tánh Phật nằm ở vị trí nào trong cơ thể con người? Tánh người nằm ở vị trí nào trong cơ thể con người ạ? Tánh Phật nó nằm ở trung tâm não bộ, trung tâm não bộ của con người. Còn tánh người nó là cấu tạo bằng điện từ âm dương, nó xuất phát ra 16 thứ. Nó khắp trong châu thân mình, chỗ nào cũng có tánh người hết. Có nghĩa là nó quay mà nó quay liên tục để nó phát ra 16 thứ. Giống như cái dynamo điện mà nó quay ra, nó chỗ nào cũng có điện hết. Cắm cái chỗ nào nó cũng có điện hết. Thì cái tánh người cũng vậy. Tánh người trong cái châu thân mình, chỗ nào cái tánh người cũng phát ra được hết. Vì thế mà đụng chỗ nào cũng đau. Thấy không? Đó, nó là cái tánh người này. Có nghĩa là tánh Phật nằm ở trung tâm não bộ của con người. Còn tánh người nó bao khắp châu thân của con người. Con hiểu không? Nó cấu tạo bằng, tánh Phật thì cấu tạo bằng một nguyên tử sáng của điện từ quang. Tánh người nó xuất phát ra 16 thứ tánh của điện từ âm dương cuốn hút và kéo đi, phát ra 16 thứ tánh. Giống như dynamo điện nó phát ra 16 thứ màu điện màu. Có bao nhiêu màu nó ra đủ cái màu đó. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin hỏi câu thứ tư ạ. Phật tánh là nguyên tử sáng, hằng thấy, nghe, nói, biết. Phật tánh sống và hoạt động được trong môi trường điện từ quang. Vậy khi Phật tánh ở trong tam giới và ở trong cơ thể con người thì Phật tánh lấy điện từ quang ở đâu, lấy bằng cách nào để sống ạ? Phật tánh là một khối điện từ quang chứ nó lấy đâu? Nó tự phát từ trong cái điện từ quang nó ra thôi. Nó vô đây nó bị cái tánh người nhốt nó lại. Rồi nó muốn vận động, nó muốn thấy thì nó phải xuyên qua cái tánh 16 thứ tánh người. Chứ đâu có tìm cái thứ hai nữa đâu. Nó chỉ một nguyên tử sáng thôi. Giống như bây giờ nè, bây giờ khoa học văn minh rồi mới thí dụ được nè. Thí dụ con có một cái loa mà nó chỉ nhỏ xíu thôi ha. Mà con đưa vô bất cứ cái nào, nó phát ra loa nào nó cũng lớn lắm. Thấy không? Cái tánh ngược, cái tánh Phật nó vậy, nó chỉ nguyên tử sáng mà nó đưa ra con mắt thì nó nhìn rõ, nhìn xấu thì cũng được. Mà tiếng nói rồi cái nghe rồi xúc chạm. Tất cả những cái hành động của mình chính là điện từ quang của tánh Phật. Nhưng mà tại vô đi làm công cụ của cái tánh người. Thành ra tánh người sai gì, tánh Phật làm đây. Bởi vì khi mình con nghe cái bài dặn dò về Phật giới, con mới hiểu được rằng tánh Phật là công cụ của tánh người. Mai mốt con có cái quyển giáo lý con đọc rồi con hiểu hết. Nghe không? Tao phân tích rất rõ trong cái này nè. Chừng nào có giáo lý ra đi rồi đăng ký bao nhiêu ấy sẽ gửi ra ngoài đó, mấy trăm quyển cũng được, nghe không? Rồi hỏi tiếp đi. Xin hỏi tiếp câu thứ 6 ạ. Thưa Thầy, trong kinh Vật Lý thuyết này thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu đời này người nào chán thân nữ mà muốn chuyển thành thân nam, ở đời sau thì hãy trì tụng kinh này thì sẽ được như tâm sở nguyện, như ý sở cầu. Xin Thầy cho biết việc chuyển từ thân nữ thành thân nam có được không ạ? Và khi Phật tánh vào trái đất có được tính để cân bằng số lượng nam và số lượng nữ không ạ? Ai là người thực hiện ạ? Xin Thầy giải đáp cho con ạ. Cái câu mà này thiện nam tính nữ á, cái câu này mấy ông thầy ông bịa ra chứ làm gì. Cái nguyên tắc vô đây người nữ vô điện âm nó quét thành người nữ cho đến khi về Phật giới thôi, chứ không có lỗi, không có tu mà thành gì. Cái này là mấy ông thầy ông dạy, ông nói cho mình, ông nói để chi? Để cho người nữ cúng dường ông á. Chứ ai đại ai Phật tánh thì cũng vậy, giống như con là người nữ con thấy cái bông, người nam cũng thấy cái bông, chứ không lẽ người nữ người nam thấy khác. Tất cả cái gì nó cũng đều giống nhau, nhưng mà những cái mà nói sai là mấy ông thầy ông bịa ra,
để ông đè cổ mấy người nữ vậy thôi, chứ làm gì có cái chuyện đó. Đã Phật tánh thì ai cũng như anh Phật thật, anh ăn no, người nam no, người nữ cũng no, chứ không có người nữ ăn khác, người nam khác, thấy không? Cái mà nam tử nó phân định từ cái lúc đi vô, điện từ âm dương nó quét. Còn ở trong này luân chuyển do âm, vì thế mà cái chữ âm á, nó nặng hơn, thì vì thế mà người nữ hơi mê tín hơn. Nói hơi mê tín nè, chứ không phải mê tín, hơi mê tín hơn người nam, chút vậy thôi. Đó là nguyên tắc vật lý nó vậy. Vì thế mà con nên nhớ nè, trong gia đình hai vợ chồng, người vợ ưa làng nhàng chứ người chồng không có ai làng nhàng. Vì sao? Người chồng nói gì không nói lại à, mà người nữ nói lại, con để ý có phải không? Chính còn bản thân con có phải không? Ông chồng không có nói vậy mà con có làng nhàng hoài. Đó, tại vì cái tánh nam nó phải vậy, cái tánh nữ nó phải vậy, nó âm thì nó phải vậy thôi. Con đi tìm là tất người vô các chùa, các nhà thờ, có người nào là người nam nào mà lại quỳ lại không? 100 người lại chỉ có 2 người nam thôi, còn nhiều người nữ không? Là tại vì tại cái thần số của người ta nó vậy thì nó phải chịu vậy thôi. Thấy không? Rồi hỏi tiếp đi. Thưa thầy có thể giải thích cho chúng con cách Đức Phật ứng thân, hóa thân, phân thân và cách nhận biết được không ạ? Ông Phật ơi là vì toàn năng toàn giác ứng thân, có nghĩa là bây giờ con ở đâu á, con nhớ ổng gì, ổng ứng thân là ổng sử dụng cái thuật gọi là toàn năng của ổng á, ổng ứng thân, ổng hiện cái thân trước mặt cho con thấy, gọi là ứng thân. Rồi gì nữa là hóa thân, phải không? Hóa thân thì cũng hóa thân. Hóa thân thì giống như ổng cũng biến hóa cái thân ổng cho con nhìn thấy ổng vậy thôi. Nó cũng ứng thân hóa thân nó giống nhau, thấy không? Nhưng mà danh từ nó khác. Còn vấn đề phân thân á, phân thân là gì? Con nên nhớ rằng con có coi trong cái phim mà Tôn Ngộ Không không? Nó ngồi đây nó xuất thân đi ra, nó hóa thân á, nó làm cái thân nhỏ. Cũng nó bên này nó ở đây, nhưng mà ra kia nó có cái thân nữa, gọi là hóa thân. Thấy không? Nó mà ứng thân, hóa thân, rồi phân thân. Phân thân là từ cái phân này phân ra cái thân khác, gọi là phân thân. Ứng thân, hóa thân thì nó giống nhau, nhưng mà nó chỉ khác cái hoàn cảnh thôi. Rồi con hỏi tiếp đi. Con xin chuyển sang câu hỏi thứ 14 ạ. Xin thầy cho con biết sự khác biệt giữa người tu thiền tông và người không tu thiền tông khi chết ạ. Và cách nhận biết người tu thiền tông khi sống và khi chết mà họ thành tựu sẽ được trở về Phật giới có những biểu hiện gì ạ? Cái này mình áp dụng ở trong một sách tôi đã viết rồi đó. Người mà tu thiền tông mới hiểu được cái này. Có nghĩa là người chết á, kêu bằng nếu mà cái hơi sức nóng nó đi trên cái đảnh đầu đi ra thì gọi là đảnh giải thoát, thấy không? Mà chỉ người thiền tông mới nói giải thoát thôi, chứ người thường không có giải thoát được. Rồi cái thứ hai, mặt bắt xanh xiên, con hơi nóng nó ra cái mặt với con mắt mình á là xanh trên trời á, thì các trời. Mình tu đạo nào nó sẽ ra cái đạo đó. Mình tu đạo Chúa thì lên thiên đàng, tu đạo Phật thì lên tịnh độ. Còn tu mấy ông thầy thì tu là đi lên nước đế thích. Còn mấy cái ông mà tu tiên đó, gọi là đế tiên. Giảng sanh mấy chỗ đó đó, người nào cũng phải có cái chỗ người ta hết á. Còn nếu mà cái ngực mà nó nóng toàn bộ cái ngực này là chắc chắn con tái sanh làm thần. Còn nếu mà nó nóng mà cái dùng cái tim không á thì trở lại làm người. Còn cái bụng con mà nóng á thì là ngồi ngạ quỷ, ham ăn nó vô cái bụng á. Cái bụng mà phát ra thì làm loài ngạ quỷ. Còn bàn xanh thì hai đầu gối á, bàn xanh là gọi là thú súc sanh á, ở đầu gối. Còn địa ngục chứ bằng chân á. Mà địa ngục mà thấy mà nó nóng nhiều là kể, đắng càng nóng càng nhiều thì cái tầng nó thì càng lớn. Cao lắm 18 tầng thôi, thấy không? Còn mà muốn làm qua nấm á, thì chết không chịu chết. Cái chết đi sống lại hoài, cái nằm dây dưa hoài đó là sống vào thực vật. Nó 6 con đường luân hồi chánh và một con đường trở về Phật giới.
Nó phải hiểu nguyên tắc của nó vậy. Rồi câu hỏi tiếp đi. Vị Vũ Thị Mến ở Gia Lai có hỏi như sau: cốt tủy sự văn minh của con người xuất phát từ đâu? Tất cả mình ở đây nè, bây giờ mình chết hết đi. Ông mấy ông kỹ sư, bác sĩ rồi dược sĩ gì nó chết mẹ hết rồi. Những cái hiểu đó nó nằm trở về không gian. Rồi khi mà đúng một chu kỳ trở lại đó, thì con người mà nó văn minh, nó bắt được cái nền văn minh không gian này, nó lem xuống. Ví dụ anh giờ ở đây anh làm cái, anh hành cái nghề bác sĩ đi. Có một ngày đó anh tưởng anh nhớ cái đó đó. Anh lấy từ cái công thức đó đó, tự nhiên anh biết. Anh ra anh tự nhiên anh thức dậy anh chế ra cái công thức thuốc ra đúng đàng hoàng. Nhưng mà người ta không có hiểu tại sao mà người ta hiểu, ta tưởng là tôi phát minh chứ sự thật. Nó lấy từ không gian nhập vô. Thấy không? Nó lấy từ văn minh không gian nhập vô mình mới biết được. Vì thế bạn Phật nói là tất cả khi con người ta chết rồi thì những cái mà phát minh hiện giờ nó đưa chết hết thì nó trả về nền văn minh không gian. Giống như công thức điện nè, nếu mà thời kỳ đồ đá làm sao biết, đồ đồng làm sao biết, mà phải cuối đồ đồng ta mới phát ra cái điện. Thấy không? Phát điện đây là gì? Nó lấy từ nền văn minh không gian xuống vậy thôi. Vì thế mà nó lấy được cái công thức này, rồi cái công thức thứ hai lấy rất dễ. Vô được điện rồi thì nó chế điện này điện kia rất dễ, nó nhanh lắm. Nó gọi là nền văn minh không gian. Bây giờ ở đây người ta chết hết rồi thì những cái bác sĩ, kỹ sư rồi điện rước gì nữa thì nó không trả gì không gian hết chứ đâu. Rồi nhưng mà nó phải mấy ngàn năm nó mới trở lại được. Nó rắc rối vậy chứ không phải nhỏ đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Như trong kinh có nói lúc Đức Phật để tâm thanh tịnh mất 7 ngày 7 đêm cho khối nghiệp tuôn ra hết, khi các chân long toàn thân tứ đại dựng lên là lúc đó Đức Phật nhớ lại tất cả và Đức Phật luôn tâm minh lục thông, phải không ạ? Nè mấy ông tiêu thừa nói chứ không phải đâu nói chuyện đó. Ông tưởng ra kinh sách, bởi vì tôi nói kinh sách sai 60-70%, thường thường mấy ông thầy sao để vô. Cũng cái kinh A Hàm ông cũng nói vậy. Bây giờ tôi nói kinh A Hàm ông nói về ông Phật ngồi thiền chứ không phải ngồi A La Hán đó, mà kêu bằng xét đánh 7-8 trâu chết mà ông cũng không nghe. Thấy không? Vì làm sao mà có cái chuyện này? Tất cả những cái gì sao này là do mấy ông thầy sao thêm là theo cái ý ổng để chi dụ với cái người mà không tu. Chứ nếu mà thiền tông bây giờ tôi nói thiệt, bắt đầu thiền tông ra nói rồi thì ai mà tu thiền tông rồi có đi lại nữa, hoàn toàn không lại nữa. Không có cầu xin ai nữa không? Chỉ trừ không hiểu thôi. Chứ đã hiểu thiền tông rồi không có cầu xin lại lục ai hết á, biết được hết rồi. Mà mai mốt thì đọc cái giáo lý xong rồi biết hết, rồi muốn về Phật giới lúc nào về. Có giáo lý muốn giúp ai về Phật giới dễ ợt. Tôi cho chị mượn nè, 3 bữa chị trả lời tôi. Mà nếu mà mượn mà trả lời khen mình thì công đức. Còn nếu mà quăng nó lại thôi, tôi không biết gì hết. Thì kể gì, không có gì hết. Thấy không? Muốn về Phật giới thì phải công, giáo lý phải ra. Còn giáo lý không ra thì đừng có mong, đừng có mong. Bây giờ không giáo lý không ra thì còn năm ăn năm thua đó. Bởi vì nó có nhiều khi hiểu nó không đúng. Bây giờ hiểu đúng rồi thì giáo lý ra, hiểu đúng một cái là về Phật giới dễ như ăn cơm. Rồi hỏi tiếp đi. Thưa bác, tu theo pháp môn thiền tông cốt để trở thành Phật, mà con có nghe bác giảng phụ nữ không thành Phật được. Vậy thưa bác, phụ nữ hội đủ 3 phần, ham muốn mãnh liệt về Phật giới, tạo công đức thật nhiều, học thuộc công thức trở về Phật giới, vậy thì phụ nữ về đâu và thành quả cao nhất là gì ạ? Ai nói mà phụ nữ không về được, nói tầm bậy. Nam nữ đều ai cũng có Phật tánh thì ai cũng phải về được với điều kiện. Bởi vì người ta dặn đó, khi về Phật giới phải dứt khoát với ông thần. Tôi muốn về, mình có 2 món nè, muốn đi về lên trời rồi muốn đi về Phật giới. Ngồi lưỡng lự 5 phút là ông cho mình về tịnh độ liền. Đừng có lưỡng lự, phải không? Bởi vì cái này phải cho kỹ đàng hoàng. Tới đó thì phải 1 là 1, 2 là 2, chứ đừng có ngồi đó mà
mà lưỡng lự là không có được. Còn có chuyện là phụ nữ không về được là mấy ông thầy chứ. Đã tôi nói rồi, ông thầy ông lừa chứ làm gì có cái chuyện này. Ông thầy ông lừa để chi? Để mấy người nữ phục tùng cho ổng thôi. Chứ làm sao có cái chuyện mà này. Nếu không, đã thành ai cũng có tánh Phật nhau. Thì lột cái xác âm dương nhiều thôi. Âm nhiều thì nó ra âm nhiều, dương nhiều. Âm ức nó ra âm ức thì thôi. Chứ làm sao mà ấy. Tánh Phật ai cũng là nguyên tử sáng thôi. Không có cái nào được, không nào giống được trong cái đâu. Rồi, câu hỏi tiếp đi. Thưa bác, bác có nói dù hội đủ ba phần nhưng không mở được mắt đạo thì cũng không thấy được đường trở về Phật giới. Vậy cho con hỏi, muốn mở mắt đạo thì làm cách nào ạ? Kiến tánh á, mắt đạo là kiến tánh á. Anh có gì mà anh không kiến tánh là không có về được. Giống như mà anh mà anh có tiền thì nhiều mà anh không thấy đường thì anh không có đi được. Chứ bây giờ nếu mà anh có tiền nhiều, tiền ít thì nhiều không biết, nhưng mà anh thấy đường anh đi được. Còn nếu mà anh có tiền thật nhiều mà mắt anh không mở thì anh mù, anh cũng không thấy đường. Không có ai cho anh đi ra đường đâu. Ra đường thì xe nó đụng lên chết liền á. Rồi hỏi tiếp đi. Thầy và cũng là soạn giả Nguyễn Nhân có tán thành Phật tử hành trì kinh chú Lăng Nghiêm không ạ? Không có hành trì, tôi thì không có hành trì mà tôi chỉ có đọc thôi. Tất cả trước khi tôi nhận được cái quyển này thì tôi phải đọc tất cả các kinh. Mà tôi không phải đọc như bây giờ đâu. Hồi xưa đó tôi đi làm mà tôi có cái máy cassette tôi bỏ trong túi á. Tôi nhờ một người thâu cho tôi hết nguyên bộ kinh tôi bỏ trong cái máy cassette á. Đi đâu khi là tôi rảnh tôi bỏ túi tôi nghe. Tôi nghe đi nghe lại nhiều lần mà có nhiều khi cái lần đầu tôi nghe tôi không hiểu nè. Nhưng mà tôi nghe lần thứ ba cái tự nhiên nó có cái hiểu. Tôi mới phát ra, tôi mới xem lại trong cái quyển giáo lý này nè. Tại sao cái kinh nói vậy? Thì vì thế mà tôi mới nói là cái tất cả trong cái kinh hiện giờ thì nó đã sai 50-60% là do mấy ông thầy sửa. Trong cái lời trong giáo lý là cái lời là trúng nhất. Là vì sao trúng nhất? Vì mấy ngàn năm nó không được ai dịch ra hết. Mà chỉ từ khi ông Phật Thích Ca ông viết cho đến khi đến Long Nữ dịch ra thôi, không có người thứ hai. Vì thế mà cái kinh này rất đúng. Vì thế mà tôi đọc nhiều cái kinh kia, tôi thâu cái máy tôi nghe hoài. Cái tôi tại sao nó có cái này? Thì tôi mới xem lại cái quyển giáo lý. Tôi nói cái này nó cũng đúng. Này là do ông Phật đã nói rồi. Tới bà đời mạt pháp á, thì kinh của Như Lai nó sai 50%. Nhờ cái quyển giáo lý này để nó chuẩn lại cái kinh này. Mình mới có nhiệm vụ này thôi. Nhưng mà mình nói chứ đâu có dám. Hôm trước là chú nói là chuẩn quá thôi. Tôi nói cho hiểu, nghe không nghe thôi chứ. Chứ bây giờ tôi nói gì? Nói về toàn bộ về cái sự tu nè. Tôi nói tu theo thần thì giải thoát được. Lên trời được, xuống địa ngục được. Tu theo thánh ở tại chỗ luôn, không giải thoát. Mới tôi nói đây là cái công thức tuyệt mật của nằm ở trong quyển giáo lý. Ai chưa ai dám nói câu này. Tại sao tu đây mà tu theo thần, theo thánh mà không tu theo Phật? Đạo Phật mà tại sao không tu theo Phật? Phật chỉ là một người toàn năng, toàn giác viết ra thôi. Chứ không phải tu ổng cho mình, ổng không cho tu theo ổng. Ổng là người toàn giác, toàn năng, toàn giác viết công thức để tu. Ai muốn tu gì tu, nhờ người ta chỉ. Vì thế mà cái câu này nó tuyệt mật nằm trong quyển giáo lý. Bây giờ tôi mới hé ra chứ trong quỹ ai biết cái chỗ này. Tại sao tu Phật mà phải tu theo thần? Tu Phật mà tại sao phải tu theo thánh? Ai đem cái câu này, nếu mà tôi chưa có giải thích ra đó thì ai hỏi câu này tại làm sao Đức Phật phải nói câu này? Đây là trong cái quyển giáo lý của nó chứ không phải đơn giản đâu. Rồi câu hỏi tiếp đi. Xin Thầy giải thích giúp con câu nói của Thiền sư Huệ Hải: bậc thánh thấy mình có hội đạo, vị đó là phàm phu. Phàm phu thấy mình có hội đạo, người đó đã vào được bậc thánh rồi đó. Bây giờ nói thiệt ai con á, con biết chữ đi. Con không nói gì hết trọi á, thấy không? Mà cái người không biết chữ ưa ra chữ kia mà người ta nói là xấu hay làm dốt, mà dốt hay nói chữ á. Mấy thằng cha dốt ưa nói đó. Còn mấy thằng cha biết chữ nó không khi nào nói. Thì mấy cái ông mà thật sự hiểu đạo không khi nào đi nói đâu. Mà mấy thằng bép nhép đó, mấy thằng đó là không hỏi đạo. Bởi vì
thấy mình có hộ đạo thì đó là phàm phu. Cái thằng nào bếp nhép nó phàm phu á. Còn nào thấy mình á, là không có hỏi, là mình không có gì hết rồi á. Nhưng chính cái ông đó, đó ông là thánh đó. Để ông Phật với ông đưa ra ví dụ nè, người ta hiểu ta không nói, chính là người đó mới quý đó. Còn cái ông mà không hiểu cứ nói hoài, để này, thế gian này rất nhiều người nè, rất nhiều người, mình gặp 100 người, mình tu thiền tông rồi mình để ý mình thử này nè, 100 người mình đi gặp bất cứ người không tu, nói về cái đạo nó giải thích cho mình nghe, chứ lão nó không hiểu đâu, mình thấy biết nó không hiểu, thấy không? Khi mình biết rồi thì mình mới không nói, chứ nếu mà mình không biết thì nó nói mình cũng nói. À, thì vì thế mà cái thiền tông ra đời mình ngộ được thiền rồi thì ít có nói lắm, tới ít có nói nè. Thì xin lỗi bây giờ hỏi chứ toàn cầu ai biết cái này, toàn cầu ai biết cái công thức giải thoát này. Trong nước Việt Nam đang phổ biến mà còn không biết, mà chỉ có mấy cái người tu thiền tông mới biết thôi. Gần 100 triệu người dân Việt Nam mà mới có 10.000 người tu thì có 10.000 người thôi. 100.000 người với so với 1.000 với 10.000 người là bao nhiêu? Còn bao nhiêu họ không hiểu. Rồi hỏi tiếp đi. Xin dừng giải đáp buổi chiều ngày hôm nay.